Em Linh kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay tới ngày ship xe đi Texas. Nguyên một đống này chắc bằng một cái xe của người ta rồi. Chiếm hết chỗ xe rồi. Em cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã và đang ủng hộ vườn Ochuna City của em. Cảm ơn các anh chị đã chờ đợi. Tại vì trường hợp đặc biệt anh delivery á trễ là tại vì anh bị trật cái lưng á, nằm mấy mấy tuần lễ luôn, cho nên là cô chú anh chị, rất nhiều cô chú anh chị rất là thông cảm, em cảm ơn rất là nhiều. Bị dời đi về lại mấy lần luôn á, tại vì cái lưng không có đi được, cho nên là có mình anh đây cho nên cô chú anh chị đã thông cảm và đã gửi lời chúc sức khỏe cho anh chở đi. Tại vì hiện tại bây giờ chỉ có mình ảnh chở đi thôi à. Dạ, cho nên là cô chú anh chị đã thương em mà chờ đợi tới ngày hôm nay. Em đã lên tới gần tới đây lên để xếp hàng để lên lên xe. Cả nhà biết không á, có những anh chị không chờ đợi được á, cho nên đã quỷ chuyến bay. Nhưng mà không sao, còn mấy cô chú anh chị rất là dễ thương, tại vì khi mà để cây đây càng lâu thì em càng cực, tại vì em phải lo em chăm sóc cho nó tốt hơn rồi đủ thứ hết á. Có nhiều cô chú anh chị thì thích là để lâu thì em chăm sóc cây cho nó khỏe đó, cho nên là tùy theo mỗi người. Dạ, nhưng mà dĩ nhiên vườn sẽ chăm sóc nó khỏe hơn. Dạ, cái này là hâm rà nè cả nhà, cây bự chà bá không đó, là hâm rà cái gốc bằng bự bằng cổ chân luôn á đó. Mấy cái là hâm rà nè cả nhà đó, nha thấy chưa đó, đủ thứ hết trơn á. Đây là ni xà, con cái bông kìa, lát cũng phải chấm, nó bông cũng phải lát phải chấm. Cây này xum xê lắm, cây này em bán có 150 rồi, bự chà bá luôn. Này là Acaudi ha, này là hâm rà. Cái người cái bé khách này mua hình như cũng cả 5-7 cây là hâm rà đó nha cả nhà. Đậu trái hết trơn rồi, đậu trái hết trơn rồi, đậu trái quá trời luôn á. Nó là hâm rà dễ đậu trái nè, đậu trái. Cái này lát em chấm thêm nè, em chấm thêm tại vì nhiều khi á đi trên đường á rồi nó bị rụng rồi á. Cái này nè khách yêu cầu em đi mua dùm cho khách nè, một lát em sẽ bỏ vô quấn như mấy cây này ha. Cái này là maple á cả nhà, em bán có 200 đồng, chị này mua tới 2 cây luôn nè. Cái này táo, nhà biết táo hay táo gì không? Cây này là gốc bự thì là bự nha, tai cây này là đông dao á cả nhà. Em này là đông dao nha. Oh no, em này Acaudi, xin lỗi. Bên ổ em thấy cái này giống SN, này Acaudi nè. Acaudi nè, ra trái đầy hết nha cả nhà nha. Chị này chỉ thích là cây có trái nè. Đó. Tại vì đó Acaudi của em nè, cây bự lắm. Hiện tại bây giờ chỉ có mình em có cây bự nè, đảm bảo 100% luôn nè. Các nhà thấy cái gốc của nó không, gốc của nó nè, cái tay em tròn qua chứ không tới nè, nè thấy không đó, bự chà bá luôn đó. Cái này bằng bắp chuối á, rồi á mấy anh cực khổ gì mấy trái cóc để em thôi á hả, cóc rớt rồi khách buồn. Em bên em cố gắng hết sức luôn á cả nhà để mà không có bị rụng trái đó. Bởi vì khi mà ship một cái cây, cho dù ship xe hay ship GPS gì thì em cũng cực khổ lắm, tại vì phải nâng niu á. Giống như mận nè, mận nè, nó cũng phải nâng niu, mận cũng phải nâng niu. Quay đi, quay mì bông, quay đi, quay mì bông. Anh một lát anh tém cái bông mận này vô trong này giùm em nha. Dạ. Tém bông mận vô để thôi á hả, nó rụng hết á. Lát mình xoay nó vô giùm em. Nhiều khi á bông á mình phải xoay nó vô để em đây rồi mình ấy nó lại để cho nó đừng có bị rụng nó. Phải từ ly từ tí ra cả nhà, nho đó nè. Khách yêu cầu cái gì là em đi tìm hết, tại vì có những cây em không có bán nhờ. Cây nào ấy thì em sẽ đi tìm tàu cho khách hàng nhờ. Phải đi lục sục cho cái lùng sùng lục cho bằng được cho khách hàng nhờ. Tại vì thấy khách mong muốn quá thì em phải ấy. Đó, đậu trái rồi. Ô, hồi nãy phấn bông nè, phấn bông hồi nãy nè. Đó.
quá trời luôn. Cái này mãng cầu đỏ như cả nhà, bên kia là mận lý nha, hân gỗ làm gà của em hả? Rồi em làm đậu trái cái, quá trời cái tàu đây đó, cái đồng bùn nó quay cho cái tàu đây. Nó chậu đó nè, mận Sóc Trăng nè cả nhà. Mấy cây này em bán có 450 nè cả nhà. Đó. Mà cái này của bông của kali nha, cây bự chà bá nha. Đó, mận Sóc Trăng. Ủa. Đó. 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 Cái này là ổi Thái. Ổi này là Thái Ruby ha. Dạ. Cái này là táo. Cái này là của chị mua mấy cây luôn á. Accoudy với hàng Sowood. Cái này cũng đó. Sandia. Cái này là răng cọp với Sandia. Cọp là cái nha. Đó. Cái này là gì đây ta? À, nè, có trái hết rồi. Sowood, đặt thâu đi với Sowood nè. Đó. Rồi ổi Đài Loan, ruby, ít hạt. Rồi cây hồng giòn, đủ thứ hết. Đó, trời quá đất, không cũng nè. Rồi, con cọp, bay cọp luôn của chị này. Rồi, nguyên này của chị này luôn nè. Đó, bông hồng đủ thứ hết. Đủ thứ trò hết. À, cái nho hân gỗ này nè. Nho hân gỗ đỏ nha. Trái xum xê, bông và trái xum xê. Cây này ở đây em bán nó 650 nè. Cây bự chà bá nha cả nhà. Cái này phải về sang chậu tại vì cây bự lắm rồi. Nhưng mà mình để vậy để ship để không có tốn tiền ship nhiều quá cả nhà. Đó. Đó, mấy cây này. Đó. Nho hân gỗ đỏ em bán nó 650 nha. Nho hân gỗ đỏ ở đây nha. Đây sống lâu đây rồi. Dạ. Chị này mua tới 3 cây nho hân gỗ luôn. Có một chị mua 4 cây nho đủ thứ hết. Rồi ở đằng trước bông hồng, bông hồng á cả nhà. Chị này mua hết một đám bông hồng này luôn, lớn nhỏ gì cũng có. Bây giờ rau á thì em đi siêu tầm cho mấy chị thôi, cuối cùng bây giờ phải bỏ lên. Trước khi đi là tụi em tưới cây á, cho nó đầy đủ nước rồi tắm cho nó luôn, rồi mình mới cho lên xe nha cả nhà, để cho nó khỏe luôn á. Dạ. Đó, đó. Phải tưới phải tắm cho nó đó cả nhà. Đó, bên em đã cố gắng hết sức. Nên khi cây mà có về ví dụ nó có eo ụt chút xíu thì cô chú anh chị thông cảm. Người trường hợp thì cô chú anh chị thông cảm cho vườn ô thương nha. Bên em đã cố gắng quá trời luôn rồi. Dạ. Mấy anh của em là tiết kiệm từng chỗ luôn để cho khách để có ớt á. Chị này chị thích ớt lắm, có cái dây ấy để thích ớt, hoa thích lá, mình làm như vậy cho chắc ăn luôn. Nó là bảo đi vào đấy là cho gì chích gì chốn được. Thì bây giờ chính đây, bây giờ chính đây đủ thứ là ớt hết trơn, chị thích rồi. Rau này nọ đủ thứ hết. Đó, khó chịu đó. Cái này là cái khách mua trước tháng 7 đó, em còn tặng con nha. Này, ừ. Bây giờ qua tháng 7 rồi. Về lấy cái con nữa. Bên em là phát rất là kỹ càng cho khách như cả nhà. Tuy là ship xe nhưng mà mình cũng phải bảo vệ cây cho khách. Tại vì nhiều khi á, cây ấy nhau rồi mình không có muốn cây nó bị tổn thương. Đó, em đi sưu tầm cho khách không à. Khách cần đó, chị này chỉ cần gì đó lấy cho chị. Tại vì khách dễ thương là em hết mình, em xả mình, mà đa số khách của em khách dễ thương không à. Dạ. Này có cần gì lá nữa cả nhà. Đó, bông hồng của chị nè. Đó, trời hết rồi. Bông hồng chị cây tầng người lá. Rồi tùm lum hết trơn. Rau đủ thứ hết. Chị này chị thích nhiều loại.
Dương chậu à. Cái nhà nha. Xi hon nè cái nhà, có trái nè. Xi hon của em có trái rồi nha. Xi hon có trái nè. Diễm có trái chưa? Cây là trái xinh xê, táo nè. Táo là trái xinh xê nha cả nhà. Cả nhà thấy cái ngôi nhà nhỏ chưa? Ngôi nhà nhỏ nè, em bảo vệ nè. Cây răng ngựa nè, đó. Bảo vệ cây răng ngựa rồi bỏ thêm mấy cây lá cho chị luôn nè. Rồi hai em ớt dễ thương nè. Đó. Hai mớt mà trái dài cả nhà. Đó. Đó. Răng cọp. Bảo vệ em răng cọp làm cho em một cái nhà mini. Mini nhà. Đó. Bên em rất là cố gắng hết sức rồi nha cả nhà. Phút 90 là bên em phải làm như vậy nè cả nhà ơi, tại vì sợ cây chất á, rồi cái rụng bông của khách hàng, của khách, cho nên là phải bảo vệ bông, bảo vệ bông tối đa nha cả nhà. Bây giờ tốn thêm tre, tốn thêm này nọ, chấp nhận hết. Rồi tre mua cũng mắc tiền lắm. Tre là 3 đồng một cây đó. Tre 8 feet mà cỡ bự nhất vậy nè. Đó. Mở cắt ra mình làm luôn thì nó đích sao bự phải không? Hết sức nhớ nói đích của ông xã bự nha. Hết sức rồi. Đó. Em sợ nó nóng á. Hôm mốt em sẽ mua lưới nhưng mà bây giờ hết lưới rồi. Đừng tính quá. Em sẽ rồi để em đục lỗ cho. À, mấy anh quấn mấy cái khác đi, để em đục lỗ cho. Rồi nghề đục lỗ của em. Đó mình phải quấn gì mà cả nhà. Đó, tại mận em bông quá trời mà. Bây giờ cây nào em cũng phải quấn vậy. Cả nhà thấy không? Bây giờ mấy anh xính lại. À, quấn lại. Quấn vậy luôn. Không, em sẽ móc cái cho nó thở. Tại vì nó thở đêm thôi nó ngợp, nhưng mà phải dày đặn nó bị, đừng có bị gãy cây gãy nhánh. Đó, quấn vậy đó. Như ninh trà vậy đó. Xếp một cây không có đơn giản, tại vì mình kỹ á.